một mẫu đầm cực kỳ là xinh tươi của các chị gái. Và nếu như những chị gái nào mình đi du lịch thì chắc chắn là không thể bỏ qua cho mình một mẫu đầm 2 giây ạ. Và lại còn sở hữu một cái gam màu vàng siêu nịnh da cho các chị yêu, vô cùng là nổi bật khi mà chúng ta đi du lịch, đi chơi, đi dã ngoại thì không thể thiếu cho mình một trang phục như này đúng không ạ? Dáng kiểu dáng dài maxi cho mình là 2 giây vô cùng là điệu các chị nhá. Có hai chiếc nơ rất là xinh và chúng ta sẽ được tạo cố định sẵn ở trên cái phần vai của mình, không mất thời gian khi mà mỗi lần chúng ta mặc bất kỳ một mẫu đầm 2 giây nào mà phải thắt dây. Cái này bên em sẽ tạo cố định cho các chị yêu này, tạo phần nhốm trên phần ngực và có đính 5 mặt cười của các chị, tạo điểm nhấn rất là xinh cho mình. Chất liệu từ 100% là von lụa, tạo đồng mềm rủ vô cùng là quyến rũ các chị yêu ạ. Nhìn là thấy ngất ngây rồi các chị ạ, và em thực sự rất là thích mẫu này luôn. Nếu mà đi du lịch thì em sẽ không bao giờ là bỏ qua được mẫu này đâu ạ.